Xin chào quý vị và các bạn. Nắng và hơi oi nóng là cảm giác của người dân Bắc Bộ vào trưa chiều nay. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 31 đến 34 độ. Nắng sẽ xuyên suốt từ sáng đến khoảng 17 giờ chiều. Và sau 17 giờ trời dịu dần và mát mẻ trở lại. Thấp nhất tối và đêm nay trong khoảng 24 đến 27 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ do chịu ảnh hưởng của điều kiện địa hình kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m. Vì vậy vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng sớm thì vẫn sẽ còn có mưa. Nằm ở phía Đông Bắc Bộ nên thủ đô Hà Nội sẽ tạnh giáo. Trưa chiều nay nhiệt độ là 33 độ. Do nhiệt độ không cao nhưng độ ẩm lại trên 80% nên cảm nhận sẽ hơi oi bức. Và từ chiều tối mức nhiệt sẽ hạ dần và dừng lại ở ngưỡng 25 đến 26 độ vào ban đêm. Miền Trung hôm nay thời tiết sẽ có đôi chút phân hóa. Bắc và Trung Trung Bộ nắng sẽ là trạng thái chính tại nơi đây. Nền nhiệt vì vậy sẽ tăng trở lại với mức nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến từ 31 đến 34 độ. Riêng các tỉnh vùng núi phía Tây của Thanh Hóa đến Nghệ An, cục bộ có nơi đạt ngưỡng 35 độ và trời nắng nóng. Còn với khu vực Nam Trung Bộ từ nay đến 3 ngày tới thì cần chú ý do chịu ảnh hưởng của giải thấp vẫn còn hoạt động trên khu vực. Vì vậy mưa vẫn còn xuất hiện với thời điểm mưa thường rơi vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nền nhiệt trong ngày thì sẽ giảm nhẹ. Từ ngày 1 tháng 10, mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng về cường độ, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Thành phố biển Đà Nẵng nhiệt độ cao nhất hôm nay chỉ ở ngưỡng 32 đến 33 độ, do vẫn còn có mưa rải rác nên thời tiết sẽ mát mẻ, duy trì cả ngày. Tối và đêm nay mức nhiệt hạ dần về chỉ còn 25 đến 26 độ, thời tiết dễ chịu. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay mưa giảm dần do sự hoạt động suy yếu của gió Tây Nam, nền nhiệt vì vậy sẽ tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ trên cả hai khu vực. Ban ngày nắng sẽ xuất hiện sớm với cường độ vừa phải. Nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên chỉ từ 29 đến 32 độ và tại Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Cùng chung xu thế thời tiết đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay trời hửng nắng, mức nhiệt cao nhất là từ 32 đến 33 độ. Từ chiều tối trở đi, mưa có thể xuất hiện nhưng lượng không nhiều và sẽ kết thúc nhanh. Dự báo khả năng mưa là khoảng 40%. Thời tiết ngày và đêm nay tại thành phố vẫn mát mẻ, nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng 26 đến 33 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.